xứng danh người anh cả, chọn một đời vì nước vì dân. Xuôi về tuổi ấu thơ, xa đi từ An xa quê hương, kiếp xa mờ dòng kiến giang lững lờ. Gia phong cha ông bất khuất anh hùng, vẫn theo tiếng gọi non sông, ra đi giải phóng quê hương. Vượt qua bao dặm đường, trải thân bao chiến trường, dãi nắng dầm mưa. Trường chinh gắn theo nước mạnh nổi trôi oai hùng, Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, ngày thống nhất vang lừng năm châu, không màng vinh hoa, không ngại muộn phiền, cả cuộc đời vì nước vì dân, mắt nhìn phía trước thẳng bước. Vì nước vì dân, xuôi về tuổi ấu thơ, ra đi từ An xa quê hương, ký ức xa mờ dòng kiến giang lững lờ. Gia phong cha ông bất khuất anh hùng, vẫn theo tiếng gọi non sông, ra đi giải phóng quê hương. Vượt qua bao dặm đường, trải thân bao chiến trường, dãi nắng dầm mưa. Võ nguyên giáp tương quân, tên người ghi vào sử sách, tiếp theo các bậc cha trường chinh gắn theo nước mạnh nổi trôi oai hùng. Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, ngày thống nhất vang lừng năm châu, không màng vinh hoa, không ngại muộn phiền, cả cuộc đời vì nước vì dân, mắt nhìn phía trước thẳng bước. Kiến Giang mắt nhìn xa xăm núi non giang sơn điệp châu, nếu cuộc đời có cho đi lại từ đầu, tướng quân vẫn sẽ